bạn có biết, sử dụng laptop mà không kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể khiến bạn mất dữ liệu quan trọng và lãng phí thời gian quý giá đấy. Lỗi này cực kỳ phổ biến. Hãy xem ngay nếu bạn không muốn bị tụt lại phía sau. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 bước đơn giản để kiểm tra sức khỏe laptop của bạn. Đảm bảo rằng chiếc laptop của bạn luôn hoạt động trơn tru và hiệu quả nhất. Bước 1. Kiểm tra dung lượng ổ cứng. Hãy chắc chắn rằng ổ cứng của bạn không đầy hơn 80%. Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý ổ cứng để theo dõi mức sử dụng và dọn dẹp các file không cần thiết. Bước 2. Quét virus. Virus có thể làm chậm máy tính và gây hư hại dữ liệu. Hãy sử dụng phần mềm diệt virus để quét và làm sạch hệ thống từ ít nhất một lần mỗi tháng. Bước 3. Kiểm tra nhiệt độ của laptop. Laptop nóng quá có thể làm hỏng linh kiện. Sử dụng phần mềm theo dõi nhiệt độ để đảm bảo laptop của bạn không vượt quá giới hạn an toàn. Bước 4. Cập nhật phần mềm. Đảm bảo rằng hệ điều hành và phần mềm của bạn luôn được cập nhật phiên bản mới nhất để tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật. Bước 5. Dọn dẹp phần cứng. Hãy chắc chắn rằng quạt và khe tản nhiệt không bị bụi bẩn. Bạn có thể dùng bình xịt khí nén để làm sạch. Nếu bạn thực hiện những bước này một cách định kỳ, laptop của bạn sẽ hoạt động như mới. Đừng chờ cho đến khi vấn đề xảy ra nhé. Nhớ like, bình luận và chia sẻ video này nếu bạn thấy hữu ích, và hãy theo dõi mình để không bỏ lỡ những mẹo chăm sóc laptop khác nhé.